về Phật pháp trọn một đời. Từ tâm an lạc rạng ngời ánh dương, chắp tay con lạy chư Phật mười phương. Khấn nguyện thập phương sư cho an lạc tám bảo, lòng người có đạo đêm của cứu thiền, để lòng chấm nén cũng thơm một tiền cũng quý, cầu trí tuệ bát nhã giải thoát chúng sinh, cứu khổ vô minh đi trong tuệ giác. A Di Đà Phật. Hôm nay con về đất Phật đi, tâm mi bình thư thái, bước đi nhẹ trên đường đi, xem hồng bì tỏa ngát hương, tình thức mi tâm mi an, hành thiết đi tự nhi hồng bì. Hồng đi trần đi gian, về đây con thấy nhẹ nhàng. Chùa y thiêng tĩnh lặng lì, trần sương khói vang tiếng ý, chuông ý ngân lì, thức tình ý người xa gần lì, đời lại phù ý vân khắc khắc ý không ý không ý, nhân quả ý ta nhớ lòng ý, gieo ý trồng ý hạt từ bi, hôm nay để mãi muôn đời. Một lòng hướng Phật người ơi, Bồ đề giác ngộ một đời bình an. Nguyệt lòng thanh khiết mây ngàn, tùy duyên nhẹ bước an nhàn thành thơi, lòng y con dư chánh niệm y trong giây phút y mười dương y tâm mi an y, luôn niệm câu A Di Đà y, cầu món nhà y an y vui, cuộc sống y thêm y tươi, luôn nở y nụ y cười y, cùng quay về y với chân tâm thiền môn tu tập y chuyên y thần y. Cùng đi nhau hướng đi Phật lý, theo chánh pháp lý soi chiếu đi tại đi, gieo hạt đi tâm Bồ đề, ta trở về đi bát nhã kinh, buông bỏ đi tham
sân si, đi theo anh đi đạo lý vàng đi, giặc lời đi hào ý quang, dựng xây cuộc sống huy hoàng.Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.